Được tin, Phương lên núi với người yêu cũ, Gia An lo lắm. Thế là sau khi tìm được cái đoạn clip Full HD không che kia, anh ném cho Mai Anh xem, rồi đoạn không cần biết đúng hay sai, giờ đây đã không yêu thì đúng cũng thành sai. Gia An kể mẹ Mai Anh ở nhà, chạy đi tìm Phương ngay. Đến nơi, thấy Phương đang ngồi ăn mận, chấm muối ớt với quả kia, Gia An sững người lại. Thôi xong rồi, đã phát triển đến mức thai nghén như thế này thì chỉ còn cái nịt, nước non gì nữa. Nhưng Gia An rất thấm thía câu, còn nước còn tát, 30 chứ phải là Tết, không ăn được thì đạp đổ. Anh sáng sở lao vào thọc gậy bánh xe, về độ lì, độ chai mặt thì mạnh thua hẳn Gia An. Anh bỏ đi để lại Phương và Gia An trơ trọi hai mình. Gia An bắt đầu tìm mọi cách để đưa quả hồng treo gió này quay về nhốt vào văn phòng La La. Dù cho không ăn được cũng phải để tủ kính, để ngắm, để nhìn. Ai lại để quả đồ thờ đồ cúng này ở lại trên tộc này. Cùng lúc đó, bà Lan nói với ông Kình, có lẽ đã đến lúc cần cho Gia An biết tất cả sự thật. Ông Kình gạt đi ngay vì bản thân ông biết mình đã gây ra cảnh nợ nần và khiến cho bố mẹ Gia An thiệt mạng. Giờ mà Gia An biết, bà Lan biết thì gay. Vậy là không ngờ một người đức cao vọng trọng bao nhiêu năm qua như ông Kình lại là nguyên nhân chính gây cho mọi người đau khổ. Bà Lan quá chồng, ông Kình quá bạn, Gia An thì mồ côi bố mẹ. Vậy là ông ra sức tìm cách cấm cản bà Lan nói ra sự thật.